Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Trong quá trình các bạn sử dụng công cụ AutoFP là một công cụ chăm sóc khách hàng tự động trên Facebook cho phép gia tăng tương tác và chăm sóc hàng ngàn khách hàng tự động, thì trong quá trình sử dụng các bạn có thể gặp một số các cái lỗi như sau. Lỗi đầu tiên, khi mà có cảnh báo thông tin tài khoản không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại. Đối với lỗi này có nghĩa là bạn đang điền sai địa chỉ email hoặc là mật khẩu của tài khoản AutoFP. Để khắc phục lỗi này thì các bạn sẽ liên hệ với tổng đại lý hoặc là đại lý để cấp lại. Lỗi thứ hai các bạn hay gặp phải đó là tài khoản của bạn tạm thời bị khóa. Nếu bạn được thông báo checkpoint xem xét đăng nhập cùng lúc, vui lòng chọn đó là tôi. Đối với lỗi này các bạn sẽ xác minh tài khoản đó là tôi, và nếu yêu cầu được checkpoint thì sẽ làm theo hướng dẫn. Lỗi thứ ba các bạn hay gặp phải đó là như trên màn hình hiển thị, phần đầu tiên của mã không bắt đầu bằng cụm từ session key và đằng cuối của mã có rất nhiều các cái cụm từ chữ key như thế này. Vậy để khắc phục lỗi này các bạn sẽ ra ngoài ứng dụng Facebook chờ làm mới trong 1-2 giây. Còn nếu bị checkpoint thì sẽ làm theo hướng dẫn. Lỗi tiếp theo các bạn có thể gặp phải đó là có hình dấu chấm than. Vậy đối với lỗi này là các bạn do copy thiếu ký tự hoặc là nội dung bị sai, vui lòng các bạn copy lại cho đúng và đầy đủ các cái ký tự của mã. Lỗi thứ năm các bạn có thể gặp ở đây đó là như trên hình ảnh, chúng ta thấy đoạn mã không bắt đầu bằng cụm từ session key. Và với cái lỗi hiển thị này thì chúng ta sẽ phải tắt bảo mật hai lớp bằng cách là vào tài khoản Facebook, vào bảo mật và đăng nhập, chọn bảo mật hai lớp rồi ấn nút tắt. Lỗi tiếp theo các bạn có thể gặp phải ở đây, như chúng ta nhìn thấy trên màn hình, thì đối với cái lỗi này là chúng ta sai mật khẩu hoặc pass nick của Facebook. Nhiều bạn cứ khăng khăng là đúng, nhưng đã gặp lỗi này thì chắc chắn là sai. Bởi vì có nhiều bạn nhập tài khoản và pass của tài khoản AutoFP. Các bạn lưu ý đây là tài khoản Facebook, chúng ta sẽ nhập tài khoản và pass của Facebook ở trong này. Như vậy, trên đây là một số các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng công cụ AutoFP. Thực tế thì Facebook thay đổi thuật toán liên tục nên khi mà đưa ra ứng dụng công cụ AutoFP, chúng tôi cũng phải đảm bảo được sự an toàn nhất cho nick của các bạn. Nếu phải gặp một trong số các lỗi trên thì các bạn sẽ giải quyết theo những gì đã được hướng dẫn. Chúc các bạn thành công!